Alright, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với Phương Vũ. Thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi coi một căn nhà tại thành phố Woodland Hills ha. Thì nó cũng gần với cái khu vực mà của Los Angeles vậy đó. Thì đây là cái khu vực rất là sang, rất là mắc tiền của cái county này ha. Nó là Ventura County. Đó, hôm nay mình đi tới đây luôn. Căn nhà được rao bán là 1.399.000 4 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm, rộng 2.600 soi feet, lot size là tới gần 10.000. Thì bây giờ mình sẽ quay một vài khung cảnh bên trong và bên ngoài, đưa đến cái nhận xét của mình đến cho mọi người. Xin hẹn gặp lại mọi người trong một vài giây ha. Rất là yên tĩnh luôn, rất đường xá rất là đẹp, khu gọi là khu săn nhắn nha. Ok, rồi. Ok mọi người, đây là cái đường ha, cái khu này. Cái đường phía trước nè mọi người thấy không? Không có một bóng xe đậu ở ngoài đường nha. Tuy là có thể đậu được. Nhà ở đây rất là rộng rãi luôn á, rất là đẹp, rất là yên tĩnh ha. Thì đây là cái thành phố Woodland Hills nha mọi người ha. Nó nằm ở Ventura County. Thì từ LA mình chạy cái hướng west một tí, từ nhà Phương thì chạy lên hướng bắc ha. Đó. Thì nó gần với cái hướng về Santa Barbara này nọ đó. Ok, đây là cái phía trước của căn nhà nha mọi người, rất là đẹp. Đây là căn nhà rất là bự ha, 2 tầng, có garage kế bên, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Thì đây là cái sân trước nè mọi người thấy không, rất là bự luôn, nó có thể đậu được 5-6 chiếc xe ở đây, nó chưa kể garage ha, có thể còn ở dưới đường nữa. Đó, rất là thoải mái, rất là yên tĩnh và an ninh. Thì cái nhà nó lên tới 1.3 triệu, 1.4 triệu thì đương nhiên nó sẽ khác với những cái nhà mấy trăm ngàn nha. Đó. Ok nha mọi người ha. Đó, rất là đẹp. Khu vực rất là yên tĩnh ha, lên đây ở là không có sợ bị làm phiền gì hết trơn ha. Cây cối xanh tươi mát mẻ. Thời tiết rất là ấm áp của Cali ha. Hiện giờ thì đã tháng 11 rồi nhưng mà sáng nay thì khoảng xăm mấy độ ha, khoảng xăm mấy độ, còn rất là ấm áp so với những tiểu bang khác. Ok, rồi. Hôm nay là một ngày cũng nắng khá là đẹp nha mọi người ha. Rồi, bây giờ mình đi vào bên trong nha mọi người. Ok mọi người, giờ mình đi vô căn nhà này ha. Đây là phía bên trong. Căn nhà là căn nhà hiện đang trống ha. Thì mình khi mình bước vào, đây là cái phòng khách, khu vực phòng khách ha. Trần cũng khá là cao, rất là rộng rãi. Bên này thì chúng ta, cái phòng khách này á, họ dính liền luôn với cái nhà bếp ha. Rất là đẹp. Phía sau chúng ta có một cái khu vườn rất là rộng. Đó. Chúng ta có thể có thể trang trí cảnh vật ở đây phía sau. Nhà này là rộng cái gần 10.000 square feet. Nên cái bề dài thì nó hơi dốc, tại một phần nó hơi dốc một tí. Nhưng mà cái bề ngang thì nó rất là rộng. Rất là rộng, nhà này là nhà corner lot nữa. Không có kế, chỉ có kế bên cái nhà đối diện với cái nhà kế bên thôi. Bên đây thì không có kế với neighbor ha. Rồi. Thì đây là cái khu vực phòng khách nha mọi người ha. Rất là rộng, ở trong thì họ cũng sơn sửa hết rồi. Sàn thì họ cũng làm mới ha. Đây là cái khu vực kitchen. Kitchen ở đây. Đồ thì họ làm cũng khá là mắc tiền ha. Kitchen cabinet, kitchen countertop này nọ, những cái dàn bếp này cũng rất là mắc. Đó. Đồ này nọ, tủ bếp này nọ họ cũng làm mới hết rồi. Cái nhà này á, thì là mình mua cái location ha. Mình thấy đồ đạc thì đa số họ làm thì cũng không phải là đồ gọi là mắc tiền lắm. Họ làm cũng khá là ok, rất là tỉ mỉ. Có một vài chi tiết thì cũng họ cũng xài những cái đồ bình thường thôi. Nhưng mà cái này là mình mua là một location, với lại cái bản thân căn nhà nó đã 2000+ square feet rồi. Đó, với lại cái đất nó cũng cao, cũng rộng nữa, nên thành ra nó mắc tiền là vậy. Đây là cái nhà Cali mà không nữa. Tại dưới đây là phòng khách hết ha. Khu vực phòng khách bên đây là phòng ăn nè. Đó, bên đây phòng ăn có cửa sổ này nọ ha. Rồi bên này thì chúng ta có kitchen ở đây. Rồi, thì hồi nãy là mình đi vô nhà thì có cầu thang đi lên ha. Giờ mình đi lên cho mình thì là tất cả phòng ngủ, phòng tắm thì họ nằm trên lầu. Đó, dưới này thì chúng ta có một cái half bath. Cái hát bát dưới này để cho khách khứa này nọ. Đó. Rồi, bây giờ mình đi lên lầu. Ok mọi người, về đây là cái khu vực ở trên lầu 2 ha. Thì chúng ta
Bên trái chúng ta có cái phòng khách, ở cái phòng tắm ở đây. Phòng tắm này cho ba cái phòng này đó ha. Phòng tắm này họ cũng sửa sang hết rồi, rất là đẹp, thay đồ cũng mới hết. Đây là một chỗ, những cái phòng ngủ ha. Phòng ngủ thì chúng ta có những cái cửa sổ rất là thoáng, nhìn ra phía bìa rừng đó, rất là ok luôn. Nhà này mua cho mướn Airbnb cũng được nữa, mà cái nhà nó lớn quá thì giá Airbnb không biết sao đây ha. Đó, có thể ở một hai phòng đó cho mướn những phòng còn lại, nếu mà chúng ta chịu ở chung với những cái người người khách lạ rồi. Thì đây, bên đây là ba cái phòng ngủ ha. Cái hành lang đi vô thì bên này là chúng ta có phòng master bedroom. Ở đây master bedroom thì có những cái cửa sổ rất là bự ha, hai cửa sổ bự luôn, nhìn ra phía sau rất là đẹp, rất là có giống như là cái cảnh thiên nhiên ở đây vậy đó. Cái phòng tắm này là cái phòng tắm mà mình thích nhất của cái nhà này ha. Họ làm mấy cái bathtub mới nè, đó cũng rất là có giá trị ha. Kiến là họ làm những cái kiến là mới nè, có heat nè, có bluetooth wifi, có bluetooth nè, chúng ta có thể điều khiển được ha. Sink là họ làm mới hết, toilet là ngăn ra ha, làm riêng vậy rất là privacy ha. Ở thì chúng ta không có phải đụng chạm, người tắm thì người đi toilet cũng được ha. Ở đây thì chúng họ có làm một cái bon door ha, rất là đẹp. Đa số cái kiểu bây giờ họ làm vậy không à. Đây là cái khu vực master bedroom. Thì bên này á, họ là có một cái khoảng chúng ta có thể là làm set một cái office nhỏ ở đây cũng được, nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Thì bên này chúng ta có cái closet bên này ha, rất là đẹp, rất là rộng rãi và thoải mái ha. Ok, giờ mình đi xuống đi, mình ra phía sau mình quay coi. Thì nói chung cái bên trong cấu trúc kiến trúc căn nhà đó thì nó rất là ổn. Even cái cầu thang á, nó không có đâm thẳng ra ngoài đường, so cũng rất là ok ha. Cái đi vô trong đây thôi đó, cũng khá là phong thủy. Rồi bây giờ mình đi ra phía sau vườn đi ha, coi nó cái miếng đất nó làm sao. Nhưng mà mình nghĩ cái này thì chắc cũng không có còn nhiều đất để mình xây, nhưng mà actually cũng còn nhiều chứ, tại vì miếng đất nó lên tới trên kia được. Nhưng mà cái nhà này thì đối với mình thì cũng không có còn xây chi nữa cho nó uổng tiền ha. Cái nhà, cái giá trị căn nhà nó đã như vậy rồi, đất này phía sau chúng ta có thể trang trí thêm này nọ ha, còn khá là nhiều đất ở đây đó. Bên này thì chúng ta có cái chỗ dựng lập cái lều lên, là làm cái pagoda để làm chỗ sinh hoạt barbecue này nọ ha, tận hưởng. Thì nói chung ra là cái khu vực rất là yên tĩnh nha mọi người ha, có cây xanh đó, cây cao bóng cả, rất là mát mẻ và rất là privacy ha, rất là riêng tư đó. Cái nhà này rất là có giá trị ha, tại vì nó nằm gần cái khu vực tốt rồi, gặp cái khu vực mà giống như là cho những cái người giàu người ta ở, nên cái nhà cái giá nó đồn lên vậy, nó mắc tiền lắm đó. Có thể thì mọi người thấy ồ ta sao 1 triệu 3 1 triệu 4 thì nó mắc, nhưng mà cái người bán á, cái người list á, thì người ta có cái lý do của họ, đó là tại sao mà họ có cái giá như vậy. Rồi mình xin dừng cái video đây. Nếu những ai thích cái video này của mình, xin hãy like comment trên cái video, và những ai có nhu cầu mua bán nhà cửa tại Cali, xin hãy gọi cho mình ở số phone là 310 480 7779, 310 480 7779 nha. Thì bên này chúng ta có một cái khoảng sân bên hông nữa đó, chúng ta có thể làm barbecue nè, ăn uống bên này ha. Thì bên kia là nhà hàng xóm rồi, một căn nhà cũng khá là vừa ý nha mọi người ha. Nhưng mà đối với mình thì 1 triệu 4 thì nó có vẻ hơi cao, nhưng mà để bây giờ mình research có thể là trả xuống một tí, tại vì thời điểm này mà đâu phải ai muốn list nhiều rồi bán nhiều đâu, đúng không? Nó tùy theo cái người buyer nữa, và cái tùy theo cái giá thị trường như thế nào, nó có thể dịch chuyển lên xuống không đó. Nhưng mà đa số hiện tại thì trả bằng giá hoặc trả xuống thôi, chứ ít có ai trả lên lắm không đó. Rồi bye bye nha mọi người ha. Nhà này mình nghĩ chắc cả xuống cần chừng 5-30 ngàn hoặc cỡ 1 triệu 3 thì hợp lý ha, đúng giá thị trường của nó. Rồi bye mọi người nha.